Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Hiện tại thì bên em đang đóng hàng để chuẩn bị gửi đi cho khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một trong những cái giá để thu phát sóng được sử dụng bằng chất nhôm 300-300. Ống chính là D48, độ dày là 3 ly, các bác nhận độ dày 3 ly. Đấy. Và mỗi một thanh này là 2 mét. Đây. Như thế này. Thì cái này các bác có thể đặt theo yêu cầu 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, cho đến 6 mét, cho đến 5 mét 8, 6 mét. Vì khổ của cây, tất cả các cái cây là 6 mét trên thị trường. Đây, mặt bích đây các bác nhìn này. Đấy. Toàn bộ là nhôm hợp kim 6061 các bác nhé, hàng chất lượng cao. Và đây là toàn bộ là cái mối hàn của nó này. Đây. Đây em lấy nét. Đấy các bác nhìn này. Vô cùng là đẹp, tinh tế và chắc chắn. Đấy. Thì ở đây là mỗi một cây này là 2 mét. Tổng cộng là 16 mét. Đấy. Đây. Kèm theo là bản mã nữa. Bản mã để bắt vào. Vì cái này mỗi một cột là 8 mét, theo cái nhu cầu của khách hàng. Đấy. Bên em phân phối và cung cấp các cái sản phẩm nhôm, dàn chớt không gian, dàn chớt cho các bác làm nhà dạp cưới hoặc là tổ chức sự kiện. Các bác quan tâm thì có thể liên hệ với bên shop Ánh Sáng Hoàng Long nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Bye bye các bác.